Hello, xin mến chào toàn thể các bác nhé. Chào mừng các bác đã quay trở lại với cả kênh YouTube Cu Bờm TV Điện Máy Trang Huê. Hôm nay là ngày cuối tuần đấy, và bên em tiếp tục có chương trình khuyến mại cực kỳ lớn dành cho các bác nhé. Và chương trình khuyến mại này thì sẽ áp dụng trong 3 ngày. Ngày hôm nay là ngày 15 tháng 4 đến ngày 16, 17 tháng 4 các bác nhé. Có nghĩa là áp dụng trong 3 ngày, là ngày thứ 6, thứ 7 và chủ nhật. Đấy các bác nhé, chương trình khuyến mại đặc biệt cuối tuần dành cho toàn thể các bác. Đấy thì chương trình khuyến mại hôm nay thì tất cả các sản phẩm này hôm nay khi mà các bác mua hàng thì bên em đều có quà tặng hết các bác nhé. Đấy thì hôm nay em xin phép giới thiệu đến các bác những cái mã sản phẩm mà hiện tại bên em đang được sale, được giảm giá và được tri ân và tặng quà các bác nhé. Thì mẫu đầu tiên mà em nhắc đến đó là cái mẫu máy mài Kenmax có mã là KM100SV. Đấy, còn nói đơn giản hơn thì nó là máy mài chỉnh tốc, công tắc trượt. Đấy, bây giờ em sẽ bóc cái sản phẩm này ra, bây giờ bóc siêu ra. Đấy, để giới thiệu trực tiếp đến toàn thể các bác nhá. Rồi, em đã bóc sẵn cái hộp của con mài chỉnh tốc KM100SV ra rồi nhá. Con này là máy mài chỉnh tốc của Kenmax các bác nhá. Kenmax với cả sản phẩm Makute là đều cùng của một công ty sản xuất quá nhé. Đấy. Thì các bác có thể nhìn thấy đây là cái phiếu bảo hành này. Đấy, và bên trong đây sẽ có một đôi than nhé. Bên trong phiếu bảo hành sẽ có một đôi than người ta để sẵn ở đây này. Đấy. Bảo vệ đá này, tay cầm phụ này. Và mở đá. Đấy, tất cả máy nào cũng đều có tặng một đôi than này và ba cái món phụ kiện như trên nhé. Đấy, giờ em sẽ lấy trực tiếp cái sản phẩm này ra. Đấy, em giới thiệu cho các bác. Đây, máy rất là chất lượng các bác nhé. Đấy, các bác có thể nhìn thấy này, con Kenmax này thì nó sẽ có cái là cái công tắc trượt các bác nhé. Đấy, công tắc trượt đẩy. Đấy, những bác thợ là rất thích những cái dòng này, công tắc trượt đẩy, vì khi mà các bác cắt nó sẽ rất là tiện. Đấy, và con này thì thiết kế là khá là vừa tay. Đấy, công suất của con máy này thì là 850W các bác nhé. Vòng tua là 11.000 vòng một phút và sử dụng điện áp phổ thông của Việt Nam mình từ 220 đến 240V, tần số 50Hz đến 60Hz. Đấy, rất là đẹp, màu đỏ phối hợp với cả phối với màu đen. Đây, và đây là cái chỉnh tốc các bác nhé. Đấy, các bác có thể nhìn thấy này. Đấy, con này là chỉnh tốc là 6 cấp. Đấy, chỉnh tốc là 6 cấp các bác nhé. Đấy, chỉnh tốc 6 cấp luôn các bác nhé. Đấy, bây giờ em sẽ ghim điện vào và em test thử tiếng máy cho các bác nhé. Đó, thấy không? Máy chạy rất là khỏe, tiếng rất là êm. Đấy, sản phẩm chất lượng các bác nhé. Đấy thì với cái con máy mài Kenmax có mã là 100SV này thì giá mà hiện tại bên em đang phân phối đến toàn thể các bác là 650.000. Đấy, nhưng mà trong buổi cuối tuần ngày hôm nay, khi mà bác mua sản phẩm máy mài Kenmax này, đấy, giá 650.000 thì bên em sẽ tặng thêm cho các bác một cái đĩa xích 22 răng. Đấy, đĩa xích 22 răng, hàng xịn sò nhá. Đây, cái mặt bích này của nó là bằng inox coi nhé, mặt bích inox chống gì, cực kỳ xịn sò. Và lưỡi này của nó là 20 lưỡi xích 22 răng. Đấy, lắp cho cái máy này các bác nhé. Đấy, khi mà các bác mua hàng sẽ được tặng thêm cái này. Cái lưỡi này bọn em đang bán là 70.000 các bác nhé. Đấy, chương trình khuyến mại đặc biệt chỉ áp dụng trong 3 ngày cuối tuần nhé. Ngày hôm nay là ngày 15 này, 16 và 17 tây tháng 4 năm 2022. Đấy, và áp dụng khuyến mại đối với những dòng máy như sau. Đấy, khi mà các bác mua máy thì bọn em sẽ áp dụng cho các bác là với 4 dòng máy. Đấy, thứ nhất là với con Kenmax có mã là 100SV. Đấy, hay gọi là máy mài chỉnh tốc Kenmax công tắc trượt. Đấy, và dòng sản phẩm thứ hai được áp dụng khuyến mại tặng lưỡi đó là con Kenmax 100LV. Đấy, cũng là máy mài chỉnh tốc nhưng mà là tay dài. Đấy, hay là gọi là mài có bóp, có chỉnh tốc quá nhá. Đây, con này cũng sẽ được tặng một cái lưỡi đá cắt như vậy. Đây các bác nhá. Đấy, mẫu sản phẩm mới tinh của Kenmax. Đấy, chỉnh tốc 6 cấp quá nhá. Đấy,
Đấy, mã này cũng sẽ được tặng một cái lưỡi cắt, giá cũng không hề thay đổi, 650 ngàn các bác nhé. Đấy, rất là ngon. Đấy, và một cái dòng sản phẩm tiếp theo cũng được tặng, cũng được tặng lưỡi cắt, đó là dòng máy mài chỉnh tốc của Makute. Đấy, dòng máy mài chỉnh tốc của Makute thì thời gian trước là bọn em đã bán rất là nhiều rồi. Về cơ bản cái con máy mài chỉnh tốc của Makute này với cả con Kenmax thì nó không khác gì nhau mấy, không khác gì nhau các nhé. Đây, dòng này với cả dòng Kenmax thì không khác gì nhau. Đấy, nó chỉ thay đổi màu sắc đi thôi các nhé, chỉ thay đổi màu sắc, bởi vì hai cái sản phẩm này thì nó đều là thuộc của tập đoàn TNT. Đấy, cho nên là các bác yên tâm, chất lượng của hai sản phẩm này là như nhau và giá hai sản phẩm này cũng như nhau, giá đều là 650, và các bác sẽ được tặng một cái lưỡi lưỡi cắt xích này nữa nhé. Đấy, được tặng lưỡi cắt xích này. Đấy, là máy thứ ba được tặng, và dòng sản phẩm tiếp theo được tặng cái lưỡi cắt này. Đây, đó là máy mài chỉnh tốc của Makute, loại này là loại tay dài. Đấy, loại này thì em đã giới thiệu nhiều rồi, cho nên là em giờ em sẽ không bóc ra để giới thiệu lại cho các bác nữa, mà em chỉ thông báo đến toàn thể các bác là áp dụng con này, con máy này vẫn được áp dụng chương trình khuyến mại, tặng viên, tặng một cái lưỡi cắt này nhé. Đấy, tặng một lưỡi cắt này. Đấy, rất là xịn sò luôn. Dòng sản phẩm tiếp theo đó là con máy mài Kenmax, có mã là KM125, có nghĩa là nó sử dụng đá cắt 125 các bác nhé. Đấy, bây giờ em sẽ giới thiệu chi tiết đến toàn thể các bác. Trước tiên thì em xin phép đọc cái thông số cơ bản của con máy này. Con này có công suất của nó là 1400W và vòng tua là 1080 vòng phút, đã sử dụng đá là 125. Đấy, điện áp 220 đến 240V, tần số 50 đến 60Hz các bác nhé. Đấy, dòng này là dòng sản phẩm chính hãng của Kenmax, dây đồng 100% các bác nhé. Đấy, thân máy rất là đẹp. Và ngoài ra thì có đầy đủ tay cầm phụ này. Đây, bảo vệ đá này, mở đá này. Đấy, và chắc chắn đấy sẽ có một đôi than nữa các bác nhé. Đấy, sẽ có một đôi than nữa, các bác yên tâm. Dòng sản phẩm của Kenmax lúc nào cũng được tặng đầy đủ nhất các bác nhé. Đấy, đây là máy sử dụng công tắc có bóp này. Đấy, khi mà các bác bóp vào ấn cái nút này nó sẽ khóa lại nhé. Đấy, nó sẽ khóa lại và chúng ta có thể để máy chạy không cần phải bóp nữa. Đấy, chúng ta bóp vào lần nữa nó sẽ nhả ra. Con máy này thì nó không có chỉnh tốc các nhá. Đấy, dòng máy 125 này thì nó sẽ không có chỉnh tốc các nhá. Đấy, sử dụng đá 125 này. Đấy, rồi em sẽ test thử cái phần điện cho các bác. Đấy, máy cực kỳ khỏe luôn. Đấy, máy rất là khỏe luôn nhé. Đấy, siêu khỏe luôn. Đấy, và dòng sản phẩm tiếp theo đấy đó là cái con Kenmax có mã là KM150. Đấy, con KM150 này thì nó là các bác nghe tên cũng có thể đoán ra rồi. Cái đá của nó này sử dụng đá là đá cắt là lên tới 150 mm. Đấy, và công suất của con này là 1550W này. Đấy, vòng tua của con này là 900 vòng một phút. Đấy, máy càng to thì cái vòng tua nó sẽ càng chậm lại các bác nhá. Đấy, và điện áp là 220V đến 240V, tần số 50-60Hz. Đấy, công suất là hơn 1500W, rất là khỏe luôn. Đấy, giờ em sẽ test điện cho các bác xem luôn. Với những cái dòng máy công suất lớn thì nghe các bác nghe tiếng máy của nó thì đã tai luôn. Đấy, và hai cái dòng sản phẩm này, đấy thì khi mà các bác mua hàng thì bên em sẽ tặng thêm cho các bác là một viên đá cắt gạch đa năng. Đấy, với áp dụng cho hai dòng máy KM125 và KM150 mã sản phẩm này nhé. Và giá của cái sản phẩm mã là KM125 này thì hiện tại bên em đang bán là 800 ngàn, miễn phí vận chuyển bảo hành 6 tháng cho các bác nhé. Và cái mã KM150 này thì có giá là 850 ngàn, miễn phí vận chuyển và bảo hành 6 tháng. Đấy, thì hai mã sản phẩm này, đấy, em xin nhắc lại một lần nữa là sẽ được tặng cái đĩa cắt đa năng này các bác nhá. Đấy, hai sản phẩm này sẽ được tặng cái đĩa cắt đa năng này. Đấy, rất là xịn sò luôn. Đấy. Đấy. Và một cái sản phẩm cuối cùng mà em muốn giới thiệu đến toàn thể các bác. Đấy, đó là một cái mẫu máy mài, thân máy mài pin của Makute. Đấy, trong chương trình khuyến mại ngày hôm nay. Đấy, thì là bên em giới thiệu luôn những cái dòng sản phẩm gọi là chất lượng của Makute rồi Kenmax luôn nhá. Đây là cái thân máy mài. Đấy. Và cái thân máy mài của Makute này thì nó cũng được tặng đầy đủ là tay cầm phụ này, bảo vệ này, bảo vệ đá này, và một cái mở đá. Đấy, mở cái mở đá. Con này sẽ không được tặng than các nhá, bởi vì máy là sở hữu động cơ không chổi than rồi, cho nên là sẽ không có tặng than. Đấy, công tắc trượt đẩy nhá. Đấy, rất là linh hoạt và thuận tiện. Máy thì có hai cấp tốc độ và chân pin là chân pin phổ thông M21. Đấy, rất thuận tiện cho các bác dùng, và các bác đã có pin rồi nhé. Đấy, thì với cái con máy này, đấy thì khi mà các bác mua hàng là bên em cũng sẽ tặng cho các bác một viên đá cắt gạch đa năng như này nữa. Đấy, và giá sản phẩm hiện tại là 900 ngàn, bọn em sẽ miễn phí vận chuyển bảo hành 6 tháng đến tận nhà cho các bác nhé. Đấy, thân máy mài của Makute giá là 900 ngàn các bác nhá, giá 900 ngàn. Đấy, và các bác sẽ được tặng thêm một viên đá cắt rất là xịn sò như thế này nữa nhé. Đấy, miễn phí ship bảo hành 6 tháng luôn. Đấy, thì
trong cái clip ngắn này em đã giới thiệu đến toàn thể các bác là các cái dòng sản phẩm chính hãng của Makute và Kenmax rồi các bác nhé. Thì các bác có nhu cầu đặt hàng thì cứ liên hệ trực tiếp cho em theo hai số điện thoại em để phía bên dưới màn hình nhé.